huy động hơn 700 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ giải cứu người bị nước lũ bao vây. Cảnh báo khẩn đường đi của bão số 3 sau khi rời Hà Nội. Hà Nội, tăng thương đám ma trong cơn bão của người mẹ bị cây đổ đè tử vong. Chuyên gia đưa ra lời khuyên về việc nên hay không nên mở hé cửa kính khi có gió bão. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo báo cáo nhanh của huyện Chi Lăng, hiện tại nước sông Thương đang lên rất nhanh, đặc biệt là từ 2 giờ sáng ngày 8 tháng 9, mưa lớn gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại khu vực gần sông Thương, thị trấn Đồng Mỏ và xã Mai Sao, Nước sông dâng cao làm ngập hơn 200 hộ dân, gây mất điện, mất sóng điện thoại và cô lập nhiều khu dân cư. Các lực lượng chức năng địa phương đang tích cực thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn người dân đang bị cô lập ven sông Thương. Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, huyện Chi Lăng và lực lượng chức năng huy động nhân lực, phương tiện nhanh chóng tiếp cận hiện trường giải cứu nhân dân. Lực lượng chức năng đã nỗ lực giải cứu người dân ra khỏi ốc đảo nước ở thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng. Lực lượng công an khẩn cấp lập các chốt chặn và đặt biển cảnh báo người dân không đi qua các khu vực nguy hiểm đồng thời cùng với các lực lượng khác nhanh chóng hỗ trợ di rời người và tài sản đến nơi an toàn. Đến gần trưa ngày 8 tháng 9 đã giải cứu hàng chục người, trong đó có hai em nhỏ tại khu Ga Bắc, thị trấn Đồng Mỏ khỏi vùng ngập lụt và đưa đến nơi an toàn. Dạng sáng ngày 8 tháng 9, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn 141, thuộc Sư đoàn 3 quân khu 1 đã huy động hơn 700 cán bộ chiến sĩ tham gia ứng cứu người dân ở một số xã bị ngập úng do mưa lớn, nước sông dâng cao trên địa bàn huyện Chi Lăng và Hữu Lũng của tỉnh Lạng Sơn. Tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng và xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, hơn 700 cán bộ chiến sĩ trung đoàn 141 đã kịp thời có mặt tham gia ứng cứu, hỗ trợ sơ tán người dân, di rời tài sản đến nơi an toàn. Chỉ huy trung đoàn 141 và lãnh đạo huyện Hữu Lũng Lạng Sơn thị sát tình hình, trao đổi biện pháp giúp dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3. Bằng sự giúp đỡ kịp thời khẩn trương, nhanh chóng của cán bộ chiến sĩ trung đoàn 141, người dân địa phương bị ảnh hưởng đã được sơ tán đến nơi an toàn, đảm bảo tính mạng và tài sản, qua đó thắt chặt củng cố tình đoàn kết quân dân, tô sáng phẩm chất bộ đội cụ Hồ nơi gian khó. Hiện tại, các địa phương ở huyện Chi Lăng như thị trấn Đồng Mỏ, xã Chi Lăng, xã Mai Sao, nước đã tràn ngập vào nhà dân gây sự xáo trộn, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống, tài sản của người dân địa phương. Hồi 22 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 đã ở vào khoảng 21 độ Vĩ Bắc, 105,5 độ Kinh Đông trên đất liền khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11 đến 10 giờ ngày 8 tháng 9, bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 103,9 độ Kinh Đông trên đất liền phía Tây Bắc Bộ, có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 đến 20 km h trên khu vực phía Tây Bắc Bộ, sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc rồi suy yếu và tan dần trên khu vực Thượng Lào. Hiện Hà Nội đã không còn gió giật mạnh và mưa to như chiều tối mùng 7 tháng 9. Trao đổi với báo chí lúc gần 23 giờ ngày mùng 7 tháng 9, ông Phùng Tiến Dũng, trưởng phòng dự báo thủy văn thuộc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cảnh báo mưa lớn gây ra sạt lở đất, lũ, lũ quét, ngập lụt tại đô thị đối với hàng loạt tỉnh thành từ Quảng Ninh đến Hà Nội và các tỉnh trung du Tây Bắc Bộ do hoàn lưu bão số 3 gây nên. Ông Dũng nhấn mạnh từ mùng 8 tháng 9 tại các tỉnh thành Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to. Do đó, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc đặc biệt tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa. Đồng thời từ nay cho đến ngày 9 tháng 9, trên các sông Thao, Lô, Cầu, Thương, Lục Nam và sông Hoàng Long sẽ xảy ra một đợt lũ với mức báo động 1, 2 trên sông Bưởi và thượng nguồn sông Mã, lũ mức báo động 1. Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 3 đã luôn duy trì cấp độ mạnh trong thời gian suốt đêm mùng 7 tháng 9. Sau khi gió bão kết thúc, người dân vẫn phải cảnh giác cao độ khi hiểm họa về lũ quét và sạt lở đất vẫn còn. Lý giải về nguyên nhân bão số 3 duy trì cấp độ cao, ít suy giảm dù đã đổ bộ vào đất liền, chuyên gia Mai Văn Khiêm cho hay, theo hình ảnh từ vệ tinh, có thể thấy từ sáng nay hệ thống mây của bão Iagi đối xứng và có tính chất bao trùm rất rộng lên Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Với tính chất tốt như vậy, bão sẽ hội tụ, duy trì được năng lượng khi càn quét đất liền dẫn đến việc giảm cấp nhanh rất khó. Bão cần có thời gian nhất định trước khi tác động với địa hình và đi sâu vào đất liền để tiêu tán năng lượng. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, miền Bắc đã trải qua những ngày nắng nóng, đây là điều kiện giúp bão có nguồn năng lượng duy trì được cường độ mạnh. Theo chuyên gia Mai Văn Khiêm, nguyên nhân chính khiến bão số 3 duy trì cấp độ cao dù đã đi vào đất liền là bởi hoàn lưu bão rộng có tính chất hệ thống đối xứng. Sau đợt oi nóng ẩm ở miền Bắc, bão đi vào đã kết hợp với yếu tố khác khi dòng gió xoáy của bão có bối cảnh nóng ẩm, gặp mặt đệm, vật cản như ở khu đô thị thì tạo ra dòng gió thứ cấp, hút gió, tạo ra gió giật rất mạnh. Chiều ngày mùng 7 tháng 9, gia đình đã tổ chức lễ an táng cho chị LTT, sinh năm 1983 ở huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Chị T là nạn nhân bị cây phượng bật gốc đè tử vong trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội trong cơn mưa rông chiều mùng 6 tháng 9. Đi cùng chị T là người em chồng, tên HSL, sinh năm 1992. Anh L bị thương nặng, được biết chị T ra Hà Nội để xin visa, chuẩn bị đi lao động ở Hàn Quốc. Nạn nhân đang trên đường ra bến xe trở về quê nhà thì gặp tai nạn thương tâm. Thanh hóa mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3 nhưng rất nhiều người thân, họ hàng, làng xóm đã đến tiễn đưa chị T. Cảnh người chồng mất vợ, ba đứa con thơ mất mẹ khiến nhiều người đau lòng. Kim nén nỗi buồn, anh Hoàng Sĩ Linh, 42 tuổi, chồng chị T cho biết nhiều năm qua vợ chồng anh thường luôn phiên thay nhau qua hàn quốc làm việc hôm xảy ra sự việc chị tê đang trên đường đi làm visa để quay lại hàn quốc anh kể vợ anh đi xe khách ra hà nội làm visa sau khi làm xong chiều cùng ngày chị được em chồng chở xe máy ra bến xe giáp bát để bắt xe về nhà khi lưu thông trên đường thì bị một cây phượng bật gốc đè trúng cả hai anh linh kể buổi trưa hôm đó vợ tôi gọi thông báo đã làm xong visa đang ra bến xe để về quê khi đi, vợ tôi còn nhắc thời tiết Hà Nội mưa to gió lớn, đi lại khó khăn. Tôi dặn vợ đi đường cẩn thận, nếu trời mưa to quá thì mai hãy về. Theo anh Linh, lãnh đạo thôn, xã sau đó báo tin vợ và em trai gặp nạn. Anh vẫn mong là sự nhầm lẫn. Anh cố gắng gọi điện thoại cho vợ, nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài. Anh Linh buồn giàu, bỏ dở câu nói. Lòng như lửa đốt, tôi cùng người thân trong gia đình bắt xe ra Hà Nội. Đến viện tôi mới hay biết Em trai tôi bị thương nặng nhưng may mắn thoát nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện Bạch Mai. Còn vợ tôi thì... Anh Linh kết hôn với chị T năm 2007. Vợ chồng có với nhau ba người con. Các con của anh chị đều ngoan, kinh tế gia đình khấm khá. Anh Linh bộc bạch, vợ tôi cả đời tàn tiện, chăm lo cho chồng con, chưa một ngày được thành thơi. Tôi nghĩ sống hiền lành, trời sẽ thương. Ấy vậy mà số phận cô ấy ngắn ngủi quá. Nhìn ba con mất mẹ ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới lòng tôi quặn thắt. Trước đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho biết, cơn mưa lớn kèm rông lốc đã làm đổ một cây xanh ven hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, khiến hai người thương vong. Ngày mùng 7 tháng 9, cơn bão số 3, siêu bão Iagi đã chính thức đổ bộ vào khu vực đất liền nước ta. Cơn bão gây mưa rông, gió lớn trên diện rộng, nhiều ngôi nhà bị bật nóc, tốc mái, thậm chí tại nhiều công trình cao tầng như khách sạn, chung cư còn xuất hiện hiện tượng vỡ các tấm cửa kính gây nguy hiểm cho con người. Trong lúc này trên mạng xã hội xuất hiện một số ý kiến cho rằng nên mở hé cửa, cửa sổ hoặc một ô cửa nào đó của nhà để có lối thông gió, giảm áp suất không khí trong nhà, như vậy sẽ giảm nguy cơ tốc mái, vỡ cửa kính. Tuy nhiên, ông Lê Văn Thịnh, nguyên trưởng phòng quản lý chất lượng công trình xây dựng 1, cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ xây dựng khẳng định, khi có gió bão lớn, các căn hộ chung cư không được mở cửa cửa sổ hay cửa ban công. Nếu mở cửa sẽ có hiện tượng gió thổi vào và cuốn đồ đạc ra ngoài. Việc mở hoặc mở hé cửa, cửa sổ cũng sẽ gây thiệt hại về tài sản và con người khi có bão. Đó là những mảnh vỡ bị gió cuốn. Với gió mạnh của các cơn bão, bất kỳ thứ gì từ một viên đá nhỏ đến cửa kính, mái tôn, viên ngói đều có thể trở nên cực kỳ nguy hiểm. Ngoài ra, một phương pháp cũng được nhiều người áp dụng trong đợt bão Iagi này, đó là dán băng dính vào cửa kính theo hình chữ X hoặc dán thành lưới. Tuy nhiên, Cơ quan Quản lý Khí quyền và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA đã cảnh báo rằng việc dán băng kính lên cửa không giúp tăng độ bền của kính và cũng chẳng ngăn được vấn đề kính bị vỡ. Bên cạnh đó, khi đối mặt với các cơn bão lớn, nếu kính bị vỡ, các mảnh thủy tinh sẽ dính vào nhau gây ra nguy hiểm. Sau đây là một số lời khuyên mọi người có thể tham khảo để xử lý với cửa nhà mình, hạn chế thiệt hại vào những ngày mưa bão, có gió lớn. 1. Dùng ván ép, bạt chắn cửa, 2. Dùng các thanh chắn cố định cửa 3. Đặt bao cát và vật nặng để chắn gió Sáng ngày 7 tháng 9, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh các tài xế điều khiển ô tô chạy thật chậm để che gió giúp nhiều người đi xe máy lưu thông qua cầu an toàn giữa trời mưa bão Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Iazi, từ sáng cùng ngày ở Hà Nội bắt đầu xuất hiện mưa to gió giật khiến nhiều người đi xe máy qua cầu Nhật Tân gặp khó khăn. Theo hình ảnh từ clip, khi lưu thông qua cầu Nhật Tân, thấy nhiều người đi xe máy rất vất vả nên năm tài xế ô tô đã cố gắng đi chậm, nối đuôi nhau thành hàng để chắn gió, dìu xe máy. Dù đoạn clip chỉ dài 13 giây, nhưng việc người đi xe máy được giúp qua cầu an toàn, tạo nên một hình ảnh đẹp, ấm lòng trong gió bão. Ngay sau khi khoảnh khắc này được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người dân đã gửi những lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe tới rất nhiều tài xế không quen. Đôi bên dù không hề quen biết nhau, nhưng trong hoàn cảnh mưa bão khắc nghiệt, họ vẫn được các tài xế tốt bụng giúp đỡ. Các bài viết nhận được rất nhiều lượt thả tim, bình luận. Nhiều người cho rằng việc dìu các xe máy qua cầu của các tài xế ô tô là hành động đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn của người Việt Nam và rất đáng được lan tỏa. Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và Trung du Bắc Bộ cho biết, từ 7 giờ đến 13 giờ ngày mùng 7 tháng 9 tại Hà Nội, lượng mưa phổ biến từ 30 mm đến 60 mm. Dự báo chiều và đêm, khu vực nội thành và một số huyện có gió mạnh cấp 5, cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Từ chiều nay đến sáng mùng 8 tháng 9, thành phố sẽ có mưa to đến rất to. Nội thành và các huyện Gia Lâm, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Thạch Thất, Quốc Oai, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh có lượng mưa từ 200mm đến 300mm, có nơi trên 400mm. Thị xã Sơn Tây và các huyện Phúc Thọ, Trương Mỹ, Ba Vì, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên từ 150 mm đến 250 mm, có nơi trên 350 mm. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, bão số 3 hay còn gọi là bão Iagi đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tuy nhiên trên vịnh Bắc Bộ vẫn còn sóng mạnh và biển động. Hồi 4 giờ ngày mùng 8 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,2 độ vĩ Bắc, 104,8 độ kinh Đông trên đất liền khu vực phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, mạnh cấp 6 tức là từ 39 đến 49 km h giật cấp 7, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ từ 10 đến 15 km h Dự báo đến dạng sáng mùng 9 tháng 9, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển trên đất liền đến khu vực Thượng Lào, cường độ còn dưới cấp 6. Trên đất liền, khu vực sâu trong đất liền Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 giật cấp 7. Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ sáng ngày mùng 8 tháng 9 đến sáng ngày mùng 9 tháng 9 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Riêng khu vực vùng núi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Phía Tây Bắc Bộ từ sáng ngày mùng 8 tháng 9 đến sáng mùng 9 tháng 9 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm. Cục bộ có nơi trên 350 mm. Trong ngày mùng 8 tháng 9, thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc sẽ hứng chịu các trận mưa lớn. Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hà Nội sẽ có thể bị ngập lụt nặng nề. Trước đó vào đêm ngày mùng 7 tháng 9, dù đã ở thời điểm nửa đêm và đổ bộ vào đất liền nước ta một thời gian rất lâu, nhưng bão số 3 đã duy trì cường độ mạnh, đặc biệt là gió giật tới cấp 11. Tại vị trí tâm bão ở thủ đô Hà Nội có thể cảm nhận rõ tiếng gió rít lên từng hồi cùng những trận gió giật cực mạnh đặc biệt dù đã đi sâu vào đất liền nhưng ảnh hưởng của bão số 3 trên biển vẫn còn rất rõ rệt. Cụ thể, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, riêng phía tây cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, khu vực sâu trong đất liền Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 10, thời điểm gió mạnh còn duy trì trong đêm nay khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, sóng cao từ 2 đến 4 m Từ chiều mùng 8 tháng 9, sóng giảm dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 20 giờ ngày mùng 7 tháng 9, có nơi trên 200 mm như Phủ Dực Thái Bình 414,4 mm, Đồng Triều Quảng Ninh 221,6 mm, Xuân Thủy Nam Định 218,8 mm, Lương Tài Bắc Ninh 217,8 mm, Vĩnh Bảo Hải Phòng 207,8 mm vân vân. Do ảnh hưởng của bão số 3, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, chiều và đêm mùng 8 tháng 9 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và rông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Riêng khu vực vùng núi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm. Phía Tây Bắc Bộ từ đêm mùng 7 tháng 9 đến sáng mùng 9 tháng 9 có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 15 giờ ngày mùng 7 tháng 9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,9 độ vĩ Bắc. 106,8 độ Kinh Đông trên đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất cấp 12 đến cấp 13, giật cấp 16. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng từ 15 đến 20 km một giờ. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết, thống kê thiệt hại sơ bộ đến 13 giờ ngày 7 tháng 9 tại Quảng Ninh, Hải Phòng. Bão số 3 đã làm 5 tàu xi măng, một tàu gỗ loại nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu trên địa phận tỉnh Quảng Ninh. 146 cây xanh bị đổ, trong đó Quảng Ninh 100 cây, Hải Phòng 46 cây. Hai cột điện hạ thế, một trạm biến thế bị hư hỏng tại Hải Phòng. Đến 13 giờ 15 phút, bão số 3 đã gây ra những đợt gió giật rất mạnh, kèm theo mưa lớn, làm hệ thống điện lưới trên địa bàn huyện Vân Đồn bị mất điện. Nhiều cột thu phát sóng điện thoại không thể hoạt động, khiến cho nhiều khu vực không có sóng điện thoại di động, ảnh hưởng đến quá trình chỉ đạo công tác phòng chống bão của địa phương. Cùng với đó, nhiều bè nuôi trồng thủy sản của người dân dây nuôi hào bị sóng, gió đánh trôi. Hệ thống cây xanh trên các trục đường chính, tỉnh lộ 334 bị gãy đổ. Nhiều mái tôn của nhà người dân, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn giao thông bị gãy đổ. Ủy ban dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đang tìm giải pháp giữ liên lạc với các địa phương để nắm bắt về tình hình thiệt hại và chỉ đạo biện pháp phòng chống, tuyệt đối không để thiệt hại về người và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản. Tại huyện Hải Hà, trưa mùng 7 tháng 9, bão số 3 đã làm tốc mái tôn khoảng 40 nhà dân trụ sở cơ quan, trường học. Hiện các xã thị trấn của huyện này đang bị mất điện. 10 điểm dây điện bị cây đè vào, làm đứt dây điện trên địa bàn huyện. Bão số 3 cũng khiến hơn 100 cây xanh trên quốc lộ 18A. Các tuyến đường xã, thị trấn bị gãy đổ. Khoảng gần 1 hecta mía đường bị đổ. Hiện cơ quan điện lực huyện, công an huyện, ban chỉ huy quân sự huyện đang tích cực xử lý để đảm bảo an toàn giao thông. Tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, hiện gió giật cấp 8, cấp 9 làm một cột điện gãy đổ tại phường Thanh Sơn. 82 cây xanh đô thị bị gãy, bật gốc, hai công trình phụ bị tốc mái, hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Theo ghi nhận tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Uông Bí, gió mạnh đã quật đổ nhiều cây xanh, cột điện, giật vỡ cửa kính, bay mái tôn của nhiều hộ dân. Nhiều tuyến đường trên địa bàn, đặc biệt là quốc lộ 18 qua Cẩm Phả, hiện đã bị cây, cột điện đổ chắn ngang, khiến phương tiện không thể di chuyển. Trong khi đó, tại huyện Tiên Yên có mưa, gió rất lớn, nhiều cây xanh gãy đổ, nhà lập tôn bị tốc mái, bè nuôi trồng thủy hải sản của người dân bị trôi. Đặc biệt, xã Đồng Rui là xã hứng chịu sức gió mạnh và đang bị ảnh hưởng nhiều nhất. Chính quyền xã Đồng Rui đã tích cực vận động, hỗ trợ toàn bộ 39 hộ dân với 115 nhân khẩu có nhà tạm bỡ, lập mái tôn, di chuyển đến nơi an toàn. Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng hỗ trợ người dân gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền và một số công trình có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng do bão gây ra, tiếp tục ra soát, nắm bắt thông tin và kịp thời đưa ra phương án xử lý đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân. Theo thống kê, đến thời điểm đầu giờ chiều mùng 7 tháng 9, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, toàn huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh bị mất điện, 30 điểm dây điện bị đứt, mất kết nối hệ thống các quang mạng viễn thông, 6 tàu tại khu vực Âu Tàu bị đắm, khoảng 100 nhà dân, trụ sở, trường học, khách sạn bị tốc mái tôn, chưa có nhà bị sập, trên 80 cây xanh hai bên đường bị gãy đổ, nhiều bè nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi. Trong bản tin sáng mùng 7 tháng 9, Trung tâm cảnh báo bão liên hợp JTWC của Mỹ đưa ra một dự báo không mong muốn, bão Yaji tức bão số 3 sẽ suy yếu rất chậm trong khoảng 6 tiếng kể từ khi đổ bộ, lúc nó đi qua đồng bằng Bắc Bộ của nước ta. Sự suy yếu rất chậm này là do cơn bão có thể gặp hiệu ứng đại dương nâu, cũng có khi được gọi là hiệu ứng nước nâu. Đây là một hiệu ứng đặc biệt, ít khi xảy ra và rất nguy hiểm. Theo cơ quan khí tượng Vương quốc Anh, hiệu ứng này để chỉ tình huống khi một cơn bão gần như giữ nguyên sức mạnh hoặc thậm chí còn mạnh lên khi đi vào đất liền, như vậy, hiệu ứng này là trái ngược với hành vi của những cơn bão thông thường là suy yếu nhanh sau khi đổ bộ. Chính hiệu ứng này đã khiến cơn bão Ida năm 2021 giữ nguyên cấp độ là bão mạnh trong hơn 8 giờ kể từ khi nó đổ bộ lần đầu tiên vào Louisiana của Mỹ. Theo dịch vụ khí tượng quốc gia NWS của Mỹ được đăng trên trang Sanheran, hầu hết các cơn bão có được năng lượng từ nước biển ấm vì vậy khi đổ bộ sẽ suy yếu vì mất đi nguồn nhiệt và độ ẩm tức là năng lượng của chúng cho nên với hầu hết các cơn bão lượng mưa lớn nhất thường được ghi nhận vào trước hoặc khi bão đổ bộ vậy tại sao một số ít cơn bão lại gần như giữ nguyên sức mạnh hoặc thậm chí mạnh lên sau khi đổ bộ các nhà nghiên cứu khoa học đã chỉ ra ba điều kiện để tạo ra hiệu ứng này một là mặt đất rất ấm và có nhiệt độ tương tự ngoài biển nơi bão đã hình thành đi qua hai là mặt đất rất ẩm nên tương đối giống biển đây là lý do hiệu ứng này được gọi là đại dương nâu hoặc nước nâu. Độ ẩm cao trong đất khiến mức độ bốc hơi cũng cao. Đây giống như một nguồn năng lượng nhiệt cho bão, gọi là nhiệt ẩn. Ba là lượng nhiệt ẩn nói trên phải ở một mức độ nhất định. Như vậy, hiệu ứng đại dương nâu khiến bão giữ được sức mạnh lâu hơn sau khi đổ bộ. Chút xuống lượng mưa nhiều hơn, có khi là mưa ở mức kỷ lục. Và rõ ràng, sức tàn phá cũng cao hơn. Ngoài ra, theo tin bão mới nhất của Trung tâm Cảnh báo bão Liên Hợp, JTVKC của Hải quân Mỹ, Bão Yagi đã tăng tốc sau khi rời đảo Hải Nam. Hiện ước tính di chuyển với tốc độ khoảng 20 km/h, không có dấu hiệu nào cho thấy cơn bão số 3 ở biển Đông sẽ chậm lại khi vùng không khí thúc đẩy ở phía trên Trung Quốc vẫn mạnh. Do đó, dự kiến bão số 3 Yagi sẽ đổ bộ gần Hải Phòng, Việt Nam trong vòng 12 giờ tới. Sau khi đổ bộ, bão Yagi sẽ sượt qua phía Bắc Hà Nội, cuối cùng đi vào vùng phía Bắc của Lào vào cuối giai đoạn dự báo. Theo dự báo bão của JTWC, do các điều kiện môi trường rất thuận lợi, bão Yagi dự kiến mạnh lên trong vòng 6 đến 12 giờ tới trước khi đổ bộ vào Việt Nam. Dự báo bão số 3 Yagi tăng cường lên ít nhất 215 km h thậm chí cao hơn trong vòng 6 giờ tới trước khi đổ bộ bờ biển Việt Nam. Bắt đầu từ sáng mùng 7 tháng 9, nhiều đợt mưa lớn kèm gió rít thổi liên tục trên khu vực phía nam cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh khiến nhiều thuyền, nhà bè bị thổi bay, nhấn chìm. Dù trước đó, ngư dân đã ra cố, neo đậu đúng nơi quy định, nhưng với sức gió cấp 14, giật cấp 17 của bão Yaji khiến lượng lớn thuyền, nhà bè bị thổi trôi trên biển nghiêm trọng hơn nhiều ghe bị gió quật đứt neo, trôi đi hàng chục mét sau đó bị đắm nhiều chiếc thuyền khi trôi đi bị va đập với các thuyền khác gây hư hại nặng nhiều đồ đạc, tài sản trôi trên biển khoảng 10 giờ 15 phút một người đàn ông trên cảng Cái Rồng dùng thuyền nhỏ đuổi theo ghe để giữ tài sản nhưng bị gió bão giật rơi xuống nước chưa rõ tình trạng hiện tại ngư dân Nguyễn Văn Tuấn 39 tuổi cho hay các đợt mưa và gió giật diễn ra liên tục, cách 5 phút lại có một đợt mưa trắng trời, tầm nhìn cực kỳ hạn chế. Bất chấp gió bão, nhiều ngư dân cố gắng gia cố thêm các thuyền, bè, điểm neo đậu chắc chắn. Một ngư dân chia sẻ, chỉ sau vài đợt gió và mưa lớn, một chiếc thuyền nhỏ của vợ chồng tôi đã bị nhấn chìm giữa biển. Vợ chồng tôi chỉ biết đứng nhìn mà không thể làm gì khác. Sau bão, không biết nhà sẽ lấy thuyền ở đâu để đi vớt lưới, đánh cá. Ngư dân Hoàng Chính Đức, 46 tuổi, chia sẻ. Chúng tôi nhận được thông báo của biên phòng về diễn biến của bão số 3 và yêu cầu chúng tôi di chuyển tàu thuyền về đây để tránh trú. Khi bão đổ bộ, chúng tôi sẽ lên bờ để đảm bảo an toàn. Dù vậy, chúng tôi vẫn không thể yên tâm trước mưa bão ngày càng lớn, gió giật mạnh nên vẫn đứng trên bờ, dõi theo điểm thuyền neo đậu. Nhiều tàu thuyền dù đã neo đậu đứng vững nhưng người trên thuyền vẫn đối mặt với nguy hiểm vì không có cách để vào bờ. Mới đây, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông tin từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 19 tháng 10, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm giai đoạn 2. Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, phó tránh tòa hình sự tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa. Ngoài hội đồng xét xử 5 người, còn có 4 thẩm phán và hội thẩm dự khuyết. Đại diện viện kiểm sát có 5 kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa và một người dự khuyết. Bên cạnh đó, Tòa cũng triệu tập 35.824 người bị hại là các nhà đầu tư mua trái phiếu của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông, mã AGC 2018.09, AGC 2018.12.1 và AGC 2019.01, công ty cổ phần đầu tư Sunny World, mã SNVK 2018.10, công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận, mã QT.2018.12.1, Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Thành phố Hồ Chí Minh mã SET.H2025. Đồng thời, tòa cũng triệu tập 534 cá nhân tổ chức liên quan đến vụ án ra phiên tòa. Theo hồ sơ giai đoạn 2 của vụ án, bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo bị truy tố với 3 tội danh như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Trong đó bị cáo Trương Mỹ Lan bị truy tố về cả 3 tội danh nêu trên. Trước đó, cuối tháng 7 năm 2024, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiếp nhận hồ sơ thụ lý giai đoạn 2 vụ án Trương Mỹ Lan, tập đoàn Vạn Thịnh Phát do Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can khác thực hiện. Cáo trạng xác định, bà Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương phát hành 24 mã trái phiếu khống thông qua 4 công ty để huy động hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 khách hàng. Số tiền này không được sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu là đầu tư vào các dự án kinh tế để sinh lời, đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả gốc và lãi cho trái chủ, mà bị bà Lan và đồng phạm sử dụng vào các mục đích khác. Tính đến thời điểm khởi tố vụ án ngày 7 tháng 10 năm 2022, 4 công ty trên còn dư nợ 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại và không có khả năng thanh toán. Bà Lan bị cáo buộc đã chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng, thành viên hội đồng quản trị, nguyên phó tổng giám đốc SCB đã chết, trực tiếp điều hành, quản lý và theo dõi việc sử dụng số tiền trên cho nhiều mục đích của tập đoàn, trong đó phần lớn đã chuyển cho các tổ chức tín dụng để tất toán những khoản vay của cá nhân tổ chức thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trả nợ vay mượn các cá nhân, trả lãi trái phiếu đến hạn, chăm sóc khách hàng, chi tất toán các thẻ tín dụng của người nhà và rút tiền mặt sử dụng. Trong phạm vi vụ án này, cơ quan công tố xác định từ ngày 27 tháng 10 năm 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, có 21 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chuyển hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ ra nước ngoài trái quy định, nhận hơn 3 tỷ đô la Mỹ từ nước ngoài chuyển. Tổng cộng, bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương 106.730 tỷ đồng. Đồng thời, bà Lan và đồng phạm cũng bị cáo buộc rửa tiền từ nguồn tiền tham ô tài sản của ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu tổng 445.747 tỷ đồng. Mới đây, Ủy ban Tư pháp tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 14 cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2024. Đáng chú ý, Chính phủ nhận định tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu tiếp tục diễn biến phức tạp, theo đó, từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 31 tháng 7 năm 2024, cơ quan chức năng đã phát hiện 4.150 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, giảm hơn 16% so với cùng kỳ năm trước. 936 vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ, tăng gần 38%. Chính phủ cho hay nổi lên là vi phạm về quy hoạch, xây dựng, năng lượng, đấu thầu. Báo cáo nêu phương thức thủ đoạn phổ biến là lợi dụng lạm dụng chức vụ quyền hạn trong việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư của nhà nước để trục lợi nhận hối lộ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư xây dựng lợi dụng ảnh hưởng của người có chức vụ để trục lợi gây bức xúc trong nhân dân vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ tham nhũng tại các doanh nghiệp cổ phần đơn vị doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng nổi lên cạnh đó tội phạm vi phạm pháp luật về đấu thầu mua sắm quản lý tài sản công quản lý sử dụng đất đai bảo hiểm ngân hàng tài chính kế toán thuế khai thác tài nguyên khoáng sản tiếp tục diễn biến phức tạp xảy ra ở nhiều địa phương. đáng chú ý, chính phủ cho hay một số lĩnh vực đã phát hiện phương thức thủ đoạn phạm tội mới như tham nhũng tiêu cực trong hoạt động thẩm định giá trong tố tụng hình sự. trình bày báo cáo của nhóm nghiên cứu, phó chủ nhiệm ủy ban tư pháp Mai Thị Phương Hoa nêu, dù đã có nhiều cố gắng nhưng tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội vẫn tăng cả về số vụ và thiệt hại về số người bị thương tài sản. Trong đó tội phạm tham ô tài sản tăng 50,75%. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập dẫn đến các nhiều đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội, làm cho công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật chưa mang lại hiệu quả cao. Theo nhóm nghiên cứu, một số quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, doanh nghiệp còn chưa cụ thể, chưa chặt chẽ rõ ràng về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền điều này dẫn đến việc đơn vị người có thẩm quyền lợi dụng móc nối hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện lách luật hoặc bỏ qua sai phạm của doanh nghiệp kết luận điều tra vụ án này có nêu việc cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu xăng dầu do quy định được hiện hành chưa quy định chặt chẽ rõ ràng về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền dẫn đến việc đơn vị người có thẩm quyền cấp phép móc nối hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hoặc bỏ qua việc hợp thức hóa hồ sơ điều kiện cấp phép doanh nghiệp không duy trì điều kiện kinh doanh sau khi được cấp phép Pháp luật hiện hành cũng không quy định cụ thể phương pháp, cách thức quản lý, kiểm tra thực tế số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu mà doanh nghiệp đã trích lập trong từng kỳ báo cáo và trách nhiệm của từng cơ quan quản lý liên quan, nên chủ sở hữu các doanh nghiệp đã lợi dụng để chiếm dụng, sử dụng trái phép dẫn đến thất thoát tài sản. Vẫn theo nhóm nghiên cứu, công tác quản lý nhà nước trong phát hành trái phiếu, cổ phiếu doanh nghiệp còn nhiều bất cập, còn để tình trạng doanh nghiệp phát hành trái phiếu khống, bán cổ phiếu doanh nghiệp không có thật để lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư. Nhiều vụ vi phạm đấu thầu, đấu giá, đền bù giải phóng mặt bằng trong hoạt động đầu tư, xây dựng, khai thác tài nguyên, đất đai, tài chính, ngân hàng, xăng dầu, điện. Hành vi phạm tội phổ biến là đưa nhận hối lộ, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, có vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã gây bức xúc trong nhân dân. Đánh giá về con số tội phạm về tham nhũng chức vụ tăng gần 38%. Nhóm nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp cho rằng, điều này tiếp tục cho thấy công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng ngày càng quyết liệt, mạnh mẽ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nhóm nghiên cứu cũng đánh giá cao tính chủ động, tích cực của các cơ quan chức năng, nhất là lực lượng công an trong công tác phát hiện, xử lý loại tội phạm này. Mới đây, công an tỉnh Nam Định thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 5 lãnh đạo nguyên lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Nhân dân xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Năm bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Xuân Tiến, sinh năm 1975, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Điền, Nguyễn Xuân Kiên, sinh năm 1983, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Điền, Hoàng Thành Triệu, sinh năm 1958, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Điền. Vũ Mạnh Hùng, sinh năm 1980, công chức kế toán tài chính thị trấn Dạng Đông, nguyên cán bộ hợp đồng và công chức kế toán tài chính xã Nam Điền. Trịnh Văn Năm, sinh năm 1969, công chức địa chính xã Nghĩa Hải, nguyên công chức địa chính xã Nam Điền. Theo cơ quan điều tra, từ năm 2011 đến năm 2023, năm cán bộ trên đã làm trái công vụ, thực hiện ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng trong việc tổ chức ký hợp đồng chỉ định thầu cho thuê đất hủy kết quả đấu thầu, cho phép sang tên chuyển nhượng quyền thuê đất nuôi trồng thủy sản trái quy định tại khu vực Cồn Xanh thuộc địa bàn tạm giao quyền quản lý hành chính xã Nam Điền. Trong đó, Nguyễn Xuân Tuyến chịu trách nhiệm chính và trực tiếp về việc ký hợp đồng thuê đất Cồn Xanh đối với các trường hợp chỉ định thầu áp giá sản nuôi thực nghiệm cho thuê đất, cho phép các hộ dân sang tên chuyển nhượng quyền thuê đất trái quy định của pháp luật. Nguyễn Xuân Kiên được giao nhiệm vụ tổ trưởng tổ chuyên trách giúp việc trong quản lý bãi chiều. Người này chỉ đạo các thành viên trong tổ và trực tiếp ký các thông báo thu tiền thuê đất hàng năm và đôn đốc thu nộp tiền thuê đất. Trong đó có những hộ được chỉ định thầu áp giá sản nuôi thực nghiệm, ký xác nhận chuyển nhượng quyền thuê đất trái quy định pháp luật. Từ năm 2010 đến năm 2015, khi ông Hoàng Thành Triệu là chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Điền đã trực tiếp ký các tờ trình của Ủy ban nhân dân xã đề nghị Ủy ban nhân dân huyện hủy kết quả đấu giá đối với các hộ không nộp tiền, không ký hợp đồng, đồng thời phê duyệt áp giá giảm nuôi thực nghiệm cho các hộ khác, cho phép các hộ dân sang tên chuyển nhượng quyền thuê đất trái quy định của pháp luật. Ông Vũ Mạnh Hùng, khi còn là cán bộ hợp đồng và công chức tài chính kế toán xã Nam Điền, đã trực tiếp tham mưu, soạn hợp đồng cho thuê đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền thuê đất, thu tiền thuê đất của các hộ dân, lập danh sách người thuê đất, kế hoạch thu tiền để theo dõi quản lý, tham mưu và ký xác nhận, cho phép các hộ dân sang tên chuyển nhượng quyền thuê đất trái quy định của pháp luật. Trước đó, cũng liên quan đến dự án khu vực cồn xanh này, ngày 18 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nam Định phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can là lãnh đạo nguyên lãnh đạo xã Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến các sai phạm về đất đai tại khu vực cồn xanh. Tiếp đó, ngày 29 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba bị can nguyên là lãnh đạo xã Nghĩa Thành. Huyện Nghĩa Hưng gồm các ông Trần Văn An, sinh năm 1982, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thắng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thành. Phạm Ngọc Quyến, sinh năm 1956, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thành. Đào Văn Vân, sinh năm 1957, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thành về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ